Thưa quý vị, với vai trò đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong học tập rèn luyện và phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, năm học qua cùng với nhà trường, tổ chức đoàn đội đã đa dạng hóa các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho các em, góp phần mang đến cho thanh thiếu nhi địa phương những trải nghiệm bổ ích. Đây là mô hình lớp học không tường được tổ chức đoàn đội đồng hành cùng nhà trường triển khai, mang đến sự trải nghiệm đầy thú vị cho các em học sinh. Không còn gò bó trong bốn bức tường, lớp học có mái nhà là bầu trời, kiến thức được tích lũy thông qua trải nghiệm thực tế đã truyền nguồn năng lượng tích cực để các em say mê khám phá và phát triển kỹ năng. Khi mà tham gia mô hình lớp học không tường thì em rất là hào hứng, tại vì là em vừa được hiểu biết thêm về những kiến thức ở bên ngoài mà em có thể sẽ không được thực hành ở trong trường lớp. Ngoài việc học tập thì các hoạt động đội thì được các thầy cô trong ban giám hiệu luôn là đặt ngang hàng với nhau. Các con sẽ học tập thêm được các kỹ năng bên ngoài xã hội, kỹ năng chia sẻ, kỹ năng giúp đỡ mọi người. Đối với các địa bàn xa trung tâm, các lớp học lưu động ngoài trời, nơi sân trường cũng được Hội đồng đội thành phố quan tâm triển khai nhằm cung cấp các kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi cho thanh thiếu nhi. Buổi sinh hoạt hôm nay rất là bổ ích. Thầy đã dạy cho em rất nhiều điều về cách sử dụng áo phao và cách giúp bạn để thoát khỏi tai nạn đuối nước. Chúng tôi tuyên truyền rất là nhiều kỹ năng như là phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, rồi an toàn trên không gian mạng, chuyển đổi công nghệ số. Ngoài ra thì chúng tôi còn có một số cái hoạt động về tuyên truyền kỹ năng thực hành xã hội. Một năm học đã khép lại, nhưng những lớp học không tường sẽ tiếp tục được tổ chức đoàn đội tại địa phương triển khai đồng hành cùng thanh thiếu nhi thông qua các mô hình sân chơi hè bổ ích nhằm tạo điều kiện cho các em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn được vui chơi, rèn luyện, phát triển năng khiếu, kỹ năng hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện.